Tôi đi tôi tìm cái tổ của con chim bìm bịp. Mọi khi là thấy người ta bảo là nó bay về nó đỗ ở cái khu vực này. Nó vẫn đang kiếm ăn ở đâu khu quanh đây. Núi tre này. Khu này là có một cái rừng cây. Rắn nhiều thứ lắm, con bìm bịp to lắm đây. Thấy kìa, sang phía bên này cỏ rậm rạp này, có rắn à, rắn cỏ lắm này, tôi không làm gì được, còn cỏ to quá, còn cỏ trắng nó to, bây giờ tôi đang cỏ trắng bẫy bằng cách nào bẫy được. Thank you.
cấy hết này, không cấy hết. Không nhiều cỏ. Chim ở đây thì tối thì chim ngủ ở đây. Không nhìn thấy con đấy ở đây, không nhìn thấy con gì như này sẽ làm sao? Có tay vào chỗ này thì khó tìm lắm. Đây đang mở ra quả, cái này là cây quả người ta trồng ăn được. Quả rụng xuống đây mọc rất nhiều cây con.
Cây này rất đẹp, rất đậm đà. Không có con chim nào đậu ở đây cả. Cái này cây chiết cành. Khu này rất là rậm rạp, nhiều cây cối, ít người qua lại, không thấy tổ chim nào có. Người ta bảo là có con bì bì to hay bay về đây, nhưng mà này tôi tìm không thấy. Lúc nào phải ra phải nhìn cho nó bay về cái chỗ nào đấy, chỉ tìm cái khu vực cái bụi khoảnh đấy thì khả năng thấy được tổ của nó. Không nhìn thấy nó thì thấy các bạn.